Tôi đoán là sẽ có nhiều người không đọc hết bài viết này mà sẽ nhảy thẳng xuống phần comment chỉ trích tôi ngay sau khi lướt qua tiêu đề. Bạn không thích Black Panther hả? Bạn là đồ phân biệt chủng tộc. Bạn không thích phim này vì bạn không trân trọng văn hóa của người da màu. Mày không tôn trọng một diễn viên đã qua đời, một người da màu đã chiến đấu với ung thư hàng năm trời, vân vân và mây mây. Bình tĩnh lại đi các bạn, có hai điều tôi muốn làm rõ. Một là tôi chưa phát ngôn gì về người da màu hay nạn phân biệt chủng tộc. Và thứ hai, giống như bao con người khác, tôi cảm thấy rất tiếc khi một diễn viên tiềm năng như Chadwick Boseman ra đi đột ngột. Nhưng chắc hẳn rồi, người ta sẽ không muốn nghe một anh chàng da vàng châu Á nói về một bộ phim như thế này. Đơn giản là vì, rõ ràng, anh ta không phải là một con báo. Không phải là một con báo thì biết quái gì mà lên tiếng về một bộ phim có nhân vật chính là một con báo và xoay quanh loài báo. Chắc hẳn nhiều người sẽ bảo tôi như thế. Ấy nhưng thời buổi tự do ngôn luận mà, tôi có quyền nói ra quan điểm của tôi và có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho những lời nói của tôi. Vào thời điểm mà nó ra đời, Black Panther đã làm tròn vai trò của một bom tấn siêu anh hùng giải trí đơn thuần. Tuy nhiên, một điều mà phim làm không tốt đó là truyền tải cái nhìn sai lầm của Hollywood về châu Phi. Cộng đồng thời đại nhạy cảm cùng truyền thông cánh tả phương Tây tung hô Black Panther vì cú đấm sắt vào nạn phân biệt chủng tộc, lên án chủ nghĩa thực dân và sự nô dịch người da màu, đồng thời thể hiện sự trân trọng văn hóa bản địa phong phú, đa dạng của người da màu ở châu Phi. Hình ảnh đất nước Wakanda nhiệm màu hiện lên thật lộng lẫy, khiến cho nhiều người đưa ra nhận định châu Phi hoàn toàn có thể trở thành một lục địa của sự phát triển, tiến bộ và thịnh vượng về mọi mặt nếu như không bị thực dân châu Âu xâm lược, nô dịch và vơ vét tài nguyên thiên nhiên. Nghe qua thì có vẻ là nhân văn tiến bộ, nhưng thực chất thì lại sai lệch hoàn toàn. Đầu tiên tôi muốn hỏi các bạn một điều, và các bạn cũng hãy cùng suy nghĩ về tôi trước khi nghe tiếp. Câu hỏi của tôi là: tại sao châu Phi lại nghèo đói và lạc hậu? Do bị các quốc gia da trắng châu Âu như là Anh, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha xâm lược, nô dịch, vơ vét tài nguyên à? Do các cuộc chiến tranh xung đột liên miên mà người da trắng là những kẻ giật dây? Và những nguyên nhân trên góp phần nhiều đến mức nào cho sự nghèo đói và bất ổn của châu Phi hiện tại? Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Vấn đề đầu tiên. Xin thưa là bất cứ ai có hiểu biết sơ đẳng về lịch sử và địa lý của châu Phi cũng sẽ chỉ cho bạn con số hào phóng nhất là 30%. Những ai cho rằng chúng là nguyên nhân chính đều là những người không hiểu bản chất của vấn đề. Tôi không trách họ, không chỉ báo chí truyền thông cánh tả mà đôi khi chính giáo viên hoặc sách vở lịch sử của họ cũng nói với họ như thế. Sự nô dịch của châu Âu đối với châu Phi là một thảm kịch, đây là một sự thật mà không ai có thể chối cãi. Nhưng nó lại không phải là yếu tố quyết định cho sự chậm phát triển và nghèo nàn của châu Phi. Khu vực Đông Nam Á cũng đã từng bị đô hộ và chiến tranh liên miên trong một khoảng thời gian dài. Và ngày nay, các nền kinh tế như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay Đông Nam Á nhìn chung vẫn vượt xa so với châu Phi. Quyền con người, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục ở các nước nói trên cũng tốt hơn châu Phi rất nhiều lần. Sự chiếm hữu nô lệ không phải là thứ gì đó mà tới tận lúc người châu Âu xâm chiếm châu Phi mới có. Thậm chí, nó đã xuất hiện cả ngàn năm trước khi người châu Âu biết đến sự tồn tại của châu Phi ở phía bên kia bờ địa Trung Hải. Và đúng rồi đó, châu Phi là nơi sự chiếm hữu nô lệ phát triển mạnh nhất. Ai cũng biết câu chuyện về những người nô lệ thời Ai Cập cổ đại, bởi Ai Cập là một đế chế sa mạc được xây dựng trên lưng của nô lệ. Khó có thể hình dung được bao nhiêu người đã chết vì lao động khổ sai trong quá trình xây dựng những công trình như kim tự tháp Giza hay là thung lũng của các vị vua. Trong thời Trung Cổ, buôn bán nô lệ vẫn là trụ cột của trao đổi hàng hóa giữa các thành bang và bộ lạc châu Phi. Không thể đổ lỗi cho mỗi thực dân châu Âu về vấn đề nô lệ ở châu Phi được, như vậy là quá thiếu khách quan. Chẳng hạn, đây là bản đồ các tuyến đường buôn bán nô lệ ở châu Phi vào thế kỷ thứ 13. Dễ thấy, tới tận năm 1482, người Bồ Đào Nha mới thiết lập trạm thương mại đầu tiên với châu Phi tại Guinea. Vậy, nguyên nhân trực tiếp khiến cho châu Phi chậm phát triển hơn so với thế giới là đâu? Những người có tư duy tốt về địa chính trị sẽ đưa ra cho bạn hai nguyên nhân. Thứ nhất là sự cô lập của châu Phi với phần còn lại của thế giới, cũng như giữa các nền văn minh châu Phi với nhau, do những trở ngại địa lý của lục địa này. Thứ hai là những con người sống tại lục địa đó. Vấn đề thứ hai. Ngoại trừ các nền văn minh ven biển địa Trung Hải, mà hầu hết sau này đều du nhập văn hóa Hồi giáo từ Trung Đông như là Ai Cập, Tunisia hay là Morocco, thì những khu vực đông đúc dân cư nhất của châu Phi, nơi khai sinh ra những nền văn hóa đa dạng của nó như Black Panther thể hiện, hầu hết nằm ở phía nam của sa mạc Sahara. Sahara là sa mạc rộng nhất thế giới, bao phủ hầu hết các nước Bắc Phi,
chính sa mạc này đã trở thành rào cản tự nhiên cho bất cứ nỗ lực tiếp xúc với thế giới bên ngoài nào của các nền văn hóa hạ Sahara, cộng với việc bị bao bọc bởi hai đại dương, cũng như có rất ít vũng, vịnh ven bờ hoặc cảng nước sâu tự nhiên, nên việc giao thương bằng đường biển với thế giới cũng rất khó khăn. Ngoài ra, các con sông lớn của châu Phi đều rất hùng vĩ và tạo nên những cảnh quan tuyệt đẹp như thác Victoria chẳng hạn. Nhưng chúng gần như vô dụng về mặt giao thông vì cứ vài dặm là bạn sẽ gặp phải một thác nước. Sông Danube và sông Rhine hiền hòa chảy qua châu Âu, kết nối các nền kinh tế giữa cư dân Hà Lan, Đức, Áo và bán đảo Balkan, tạo nên các vùng thương mại lớn mà các con sông hung dữ của châu Phi không thể mang tới được. Tiếp đến, khí hậu nhiệt đới ẩm và môi trường rừng rậm khiến các bệnh chết người như là sốt rét mặc sức hoành hành, cùng với những sinh vật làm lây bệnh truyền nhiễm như muỗi hay là ruồi tsetse. Vấn đề thứ 3. Nếu như chừng ấy cản trở tự nhiên là chưa đủ, thì chính chúng cũng khiến cho các nền văn hóa và cộng đồng dân cư nơi đây trở nên tách biệt cả với nhau và với phần còn lại của thế giới. Có đến hàng ngàn bộ tộc và vương quốc lớn nhỏ tồn tại rải rác ở khu vực hạ Sahara. Mỗi dân tộc lại sử dụng ngôn ngữ riêng và nền văn hóa riêng. Không có một nền văn hóa nào nổi lên thống trị một khu vực rộng lớn và thống nhất tất cả các nền văn hóa dưới một ngôn ngữ mang tính cầu nối giữa các dân tộc. Họ sống trong tình trạng cô lập rất lâu. Có những vùng có lẽ bị cô lập bởi những bộ tộc hàng xóm đến cả ngàn năm. Châu Phi rất giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng nó thiếu những người có thể khai thác, điều chế, sản xuất và vận chuyển chúng. Đơn giản vì các rào cản về tự nhiên, văn hóa là quá lớn, khiến giao thương không phát triển và tri thức của nhân loại mất rất nhiều thời gian mới chạm đến đây được. Bạn có thể lập luận với tôi rằng Wakanda hoàn toàn tự cô lập về thế giới nhưng vẫn cực kỳ phát triển. Vậy tôi có tin xấu cho bạn đây. Thứ nhất, đừng có bất ngờ nhé, cơ mà Wakanda không có thật. Thứ hai là nếu có thật thì nó cũng sẽ chịu chung số phận với phần còn lại của châu Phi, kể cả khi nó có là Ả Rập Xê Út về Vibranium đi chăng nữa. Người dân châu Phi ngồi trên một lục địa có khi còn giàu về tài nguyên thiên nhiên hơn cả Wakanda, với một trữ lượng khổng lồ vàng, kim cương, đồng kẽm, than và cả các thành phần quan trọng trong linh kiện điện tử như là coban và platin. Thứ mà châu Phi thiếu để có thể phát triển được, như đã trình bày ở trên, chính là sự giao thương trao đổi với nhau và thế giới bên ngoài. Thứ đáng lẽ ra sẽ mang về cho các bộ lạc và vương quốc cổ đại của họ thảo dược từ Trung Đông, tri thức từ Hy Lạp, lụa, giấy và thuốc súng từ Trung Hoa, và kỹ thuật đóng tàu từ các thương cảng ven địa Trung Hải. Lịch sử có thể đã rất khác nếu những điều đó xảy ra. Bạn có thể tưởng tượng được khi người ngoài hành tinh tới trái đất bây giờ và cho loài người chiêm ngưỡng công nghệ của họ, thì cả thế giới sẽ phản ứng ra sao. Đó cũng là cảm giác của các bộ lạc hạ Sahara khi người Ả Rập đem vàng bạc và đồ mỹ nghệ xuống buôn bán, hoặc khi dân châu Âu tới đây bằng những cánh buồm trắng và súng đạn, trong khi bọn họ còn chưa phát triển được chữ viết, chưa bước vào thời kỳ nông nghiệp, chưa chế tạo được kim loại, thậm chí là chưa biết tới bánh xe hay là lửa. Nói tóm lại, các tờ báo Hollywood và fanboy Marvel cho rằng Black Panther là một ví dụ hoàn hảo cho thấy châu Phi sẽ rất phát triển nếu không bị thực dân da trắng đồ hộ. Và đây là một nhận định sai lầm. Kể cả khi người châu Âu chưa bao giờ đặt chân tới đây, châu Phi vẫn sẽ là một lục địa lạc hậu đói kém. Đơn giản là vì địa lý đóng một vai trò rất quan trọng trong định hình sự phát triển của một hay nhiều quốc gia trong lịch sử. Và theo những gì tôi thấy, có lẽ châu Phi không có dấu chân của người châu Âu vẫn sẽ săn bắn và hái lượm vào thế kỷ thứ 21. Nhiều người có thể chỉ trích tôi và cho rằng tôi là một kẻ cuồng thực dân, cho rằng tôi đã nốc trúng chiêu bài khai hóa văn minh của đế quốc. Nhưng cái gì thì cũng phải nhìn nhận hai mặt. Đúng, người châu Âu đã giày xéo cả lục địa này và đày đọa cuộc sống của hàng thế hệ người da màu. Nhưng họ cũng đã mang tới lục địa này nhiều thứ mà họ chưa có và có lẽ không bao giờ có. Lấy ví dụ là Nam Phi, quốc gia phát triển nhất châu Phi, một phần nhờ kế thừa và phát triển tốt nền tảng sản xuất công nghiệp từ thời thực dân Anh. Luận điểm sai lầm trên có thể là xuất phát từ góc nhìn của những người Mỹ gốc Phi vốn là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc, nên nó chưa có sự nhìn nhận sâu sắc về lý do tại sao châu Phi lại lạc hậu, mà chỉ tập trung vào kết tội người da trắng là chính. Một điều đáng buồn là nhiều người lại tin vào điều đó hoặc im lặng chấp nhận nó. Đó cũng là mặt trái của Black Panther nói riêng và những bộ phim về da màu nói chung. Không ai dám lên tiếng phê bình tiêu cực các bộ phim đó cả, bởi vì họ không muốn mang tiếng là phân biệt chủng tộc. Trước đây tôi có đọc được một câu chuyện như thế này. Trong lịch sử, có một nhà độc tài khét tiếng là nhạy cảm, dã man và tàn bạo. Một ngày nọ, ông thực hiện diễn văn trước đám đông ở thủ đô đất nước. Sau khi bài diễn văn kết thúc, đám đông đứng dậy vỗ tay. Điều đáng nói là họ vỗ tay rất lâu, đến mức bàn tay của ai nấy đều sưng rộp. Họ vỗ tay liên tục trong 5 phút sau đó, tới tận khi nhà độc tài này khó chịu và bảo họ thôi, họ mới thôi. Có lẽ họ không dám trở thành người đầu tiên ngồi xuống và ngừng vỗ, rồi khiến người tiếp theo ngừng vỗ và cứ thế.
Những con người ấy đã chứng kiến cơn thịnh nộ của nhà độc tài khi hắn xử tử hàng loạt những người thân cận với hắn và những người hắn cho là chống đối trong cuộc đại thanh trừng. Họ không dám ngừng vỗ tay vì không muốn làm hắn tức giận. Họ tán dương hắn để bảo vệ chính bản thân họ. Tuy đây chỉ là một câu chuyện, nhưng ngày nay vấn đề này không phải là hiếm. Ngày nay thì chính đám đông lại là nhà độc tài, còn con người lại quá sợ hãi trước cơn thịnh nộ của đám đông. Sợ hãi việc trở thành kẻ đi ngược lại với đám đông và bị khai trừ, nên họ luôn đồng ý với số đông và cứ thế vỗ tay tán dương những gì đám đông cho là hay. Họ cứ thế vỗ tay cho đến khi bàn tay phồng rộp. Bởi như thế thì dễ dàng và an toàn hơn là trở thành người đầu tiên ngừng vỗ và ngồi xuống. Sau khi bài viết được đăng tải trên website Spider Room, Navy Blue Nerd nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ phía người dùng, chủ yếu dành cho cách đặt vấn đề và phương thức lý luận hợp lý. Trong số đó, có bình luận của user Phan Nguyên là đắt giá hơn tất cả, khi góc nhìn của bạn này còn chỉ ra sự tương đồng giữa châu Phi với Việt Nam và Trung Quốc. Spider Room xin phép trích một đoạn ngắn như sau. Thật ra Việt Nam mình cũng không khác gì nhiều, ta cũng chịu ách đô hộ của Pháp và Mỹ, thậm chí còn hứng chịu nhiều hậu quả của chiến tranh, vơ vét tài nguyên, thiên tai nặng hơn rất nhiều. Việt Nam được thiên nhiên ưu ái cho hệ thống sông ngòi và khí hậu phù hợp, thế nhưng ta lại có hạn hán ở Nam Trung Bộ, lũ lụt, bão, thiên tai, ngập lụt, các vấn đề do nước biển dâng, ấm lên toàn cầu và 2.000 năm có người hàng xóm lúc nào cũng lăm le xâm chiếm bờ cõi. Tự hỏi liệu có quốc gia nào ở châu Phi, có ông bạn nào vẫn lăm le xâm lược bờ cõi nhiều như Trung Quốc hay là không? Tuy vậy, Việt Nam vẫn luôn đứng lên và là ngôi sao sáng về sự phát triển kinh tế của khu vực ASEAN. Dĩ nhiên vẫn còn ý kiến cho rằng bài viết của Navy Blue Nerd đang tẩy trắng cho hành động vơ vét, tàn phá châu Phi của các nước thực dân châu Âu. Cụ thể, bạn Hoài Nam cho rằng, về cuối bạn nói rằng người châu Âu đã khai phá, đưa văn minh tới châu Phi. Điều này đúng, nhưng là đưa để vơ vét chứ không phải đưa đến để phát triển. Trước khi người châu Âu rời đi, họ tàn phá cơ sở hạ tầng, phát động các xung đột sắc tộc và tôn giáo ở đây, hay nói cách khác là phá hết những gì họ mang đến. Vậy là châu Phi lại quay trở về thời điểm trước khi người châu Âu đặt chân tới. Ngay lúc này, các nước trên thế giới và các tổ chức đang cố gắng phát triển châu Phi qua những viện trợ y tế, viện trợ giáo dục, viện trợ hàng hóa và lương thực. Nhưng nếu bạn để ý, họ thích hỗ trợ bác sĩ hơn là đào tạo người châu Phi làm bác sĩ. Họ cử giáo viên của mình tới chứ không dạy người châu Phi thành giáo viên. Viện trợ lương thực chứ không dạy và cung cấp hạt giống, cung cấp hàng hóa chứ không hề xây nhà máy. Nói cách khác thì những quốc gia, tổ chức đó đang giết chết châu Phi theo một cách khác với mục đích là tạo tầm ảnh hưởng vì mục đích chính trị. Bình luận này đã đem đến một cuộc tranh luận tương đối lịch sự trên Spider Room khi các user cùng nhau bóc tách, phân tích lý luận của nhau để phân định người đúng. Xong, do thời lượng có hạn nên các bạn hãy cùng tìm đến website của Spider Room để cập nhật đầy đủ hơn nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn vì đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!